Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là tiểu sư phụ Update cho các bạn về chương trình Aerof testnet ví à, tương tự với ví Metamask Thì à, mà chúng ta đã làm cái chương trình Aerof này vào ngày 14 tháng 9 Thì ngày hôm qua là ngày 19 tháng 9 thì nó đã có một số cập nhật nhiệm vụ mới Và chúng ta có thể làm để à, có thể kiếm thêm cái số POI support này sẽ giúp cho chúng ta có thể uh, kiếm được cái đồng token của nó và nhận được cái đồng NFT sau này nha các bạn. Ok, ở đây thì theo như thông tin chính thức ở trong Telegram các bạn có thể thấy này, alpha test uh, platform bước hai này, đấy, cầu nối này. Ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách là ấn vào start uh, bot này. Các bạn nhấn start Ok, ở đây thì các bạn có thể click vào cái phần uh, group của Việt Nam này, nó sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết về cái nhiệm vụ test lần 2 này, đó là chúng ta dùng cụm từ bí mật đăng nhập của ví AWA trước đó đăng nhập vào ví Metamask này, chuyển sang mạng uh, RIN KETH. ok ở đây thì mình sẽ làm bước này nhé. OK, ở cái nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ phải thử tải ở một cái mở một cái Chrome khác xem và tải một cái ví uh, MetaMask khác thì xem như thì thế nào nhé các bạn. Các bạn tải và cài đặt ở trên uh, Chrome. Ở đây thì mình không không hiểu là vì sao mà nó sẽ không cho chúng ta nhập cái uh, Shifai vào. Thì ở đây thì mình sẽ tải một cái ví mới xem như thế nào nhé đấy sau khi tải rồi chúng ta có thể nhấn bắt đầu các bạn nhấn nhập ví đây đồng ý đây các bạn dán vào đây các bạn dán cái cụm từ khôi phục này sau đó các bạn nhập mật khẩu Các bạn nhập lại mật khẩu. Sau đó các bạn tích vào đồng ý với các điều khoản và các bạn nhấn nhập. Ok, có khả năng là chúng ta đã được rồi. Thì các bạn nhấn tất cả hoàn tất để mở nhá. Thì ví của chúng ta nó ở đây. Sau đấy nó sẽ yêu cầu chúng ta chuyển sang mạng rinkcase ETH đơn giản, cái này quá đơn giản. Các bạn chuyển mạng GKE ETH này. Đây này. Mạng này đúng không? KB ETH đây đúng không? Thì các bạn chuyển sang đây. Tiếp theo cái nhiệm vụ tiếp theo này. Chúng ta sẽ phải tải ví Binance về dùng cụm từ ví AWA để đăng nhập. Chuyển mạng BSC test. Ok. Thì chúng ta sẽ phải copy cái đường link này. Đấy. Sau đấy các bạn tải cái ví Binance về đơn giản thôi mà các bạn nhấn tải này các bạn nhấn thêm tiện ích này đấy thì chúng ta mở cái ví lên mở ví binance lên đấy các bạn nhấn vào sử dụng ví hiện tại nhé để nhập cái cụm từ ấy các bạn nhập cụm từ sau đấy nhập mật khẩu này nhập lại mật khẩu và nhấn nhập nhé sau khi nhập à, đầy đủ cụm từ ghi nhớ và mật khẩu các bạn nhấn nhập. Ok, thì chúng ta sẽ có giao diện như thế này. Và các bạn chuyển qua mạng đó là mạng Tether nha. Ở đây có Tether đâu nhỉ? Mạng lưới Binance trên này, mạng lưới Binance Smart trên này. Đây các bạn click vào cái phần mạng lưới thử nghiệm này, nó mới có nhá. Thì bạn nhấn vào phần mạng lưới thử nghiệm Binance Smart Chain ấy. Đấy. Thì các bạn sẽ có được số dư BNB để làm phí. Đấy, cái số dư này là chúng ta faucet từ cái video lần trước các bạn nhớ không? Đấy. Sau đấy thì xem nào, cái nhiệm vụ tiếp theo này. Dùng cầu Bridge để giao dịch 5 AWA Ok, để có thể nhiệm sử dụng nhiệm vụ à, sử dụng cầu nối ấy thì các bạn à, mở cái trang web của nó lên là Alpha. ai qua thì chúng ta sẽ thực hiện là cái phần và cái phần ở trên này. Các bạn sẽ phải connect to wallet. Tức là kết nối với địa chỉ ví đó là ví uh, MetaMask nhé. Chúng ta đã mặc định bắt đầu nó sử dụng cái cầu nối ETH rồi đấy. Các bạn cứ truy cập vào thôi. Ok, sau đó các bạn à, vào Bride này. Tức là cầu nối này. Cầu nối này nghĩa là chúng ta sẽ chuyển uh, giữa hai cái mainnet khác nhau. Ví dụ các bạn chuyển từ mainnet Ethereum sang mainnet của Binance Smart Chain hoặc là ngược lại. Đấy thì ở đây các bạn kết nối uh, connect to wallet. Ở đây các bạn sử dụng Binance Chain wallet này. Kết nối hai cái ví này. Sau khi mà kết nối các bạn có thể thấy địa chỉ ví là giống nhau, tuy nhiên trên là khác nhau. Ở đây các bạn chọn uh, currency thì bạn chọn cái đồng AY cho mình mình có một nhà ấy qua wow. chúng ta sẽ thực hiện đó là uh, giao dịch năm nó yêu cầu năm thì chúng ta làm năm nhá đừng làm khác nó nhá nếu không các bạn sẽ có thể là nó tính là vi phạm thì chúng ta không được nhận uh, điểm đâu đấy các bạn nhấn mai này các bạn nhấn còn phơm này thì nó sẽ có ba phần đó là phần approve này phần deposit này và phần delay network thế bạn ở cái phần uh, phần thứ hai ấy, cái cái link thứ hai các bạn phải copy lại để các bạn uh, dán vào con bot thì uh, nó sẽ tính điểm cho chúng ta ok các bạn nhấn xác nhận này cái này là tiền là tiền của chùa hết các bạn tiền test net bạn làm thoải mái không có vấn đề gì cả nhá trừ phi mà là động đến tiền thật thì các bạn mới phải ngại thôi bởi vì tiền thật eth nó rất là phí nó rất là cao đấy thì cái bước quan trọng nhất ý là cái bước này này các bạn copy lại cái đường link này này ở cái phần này này có cái nút copy ấy các bạn nhấn vào sau đấy các bạn quay trở ra bot nhé đây là bước quan trọng để xác nhận là chúng ta đã làm nhiệm vụ và chúng ta sẽ nhận điểm thì cái bot là cái bot ban đầu là bot aqua bot này này các bạn mở bot lên các bạn nhấn start này sau đấy các bạn nhấn start Start tức là bắt đầu nhiệm vụ ấy thì nó sẽ uh, yêu cầu chúng ta làm những cái nhiệm vụ này ethereum rin rin, rin kibi và binance smart chain testnet này đấy cầu nối đấy cầu nối chuyển đổi và chúng ta sẽ nhận được 25 poi hy vọng là cái với số điểm này thì chúng ta sẽ nhận được một số lượng token nhất định nào đấy sau đây các bạn nhấn vào phần insert link cho mình đấy ok chưa thì các bạn paste cái đường link mà chúng ta đã copy vào đấy 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 chính là đường link smart contract tức là uh, transaction hash tức là cái uh, lịch sử giao dịch ấy các bạn paste vào thì nó sẽ uh, con slate select, uh, selection và bạn nhận được 40 point. Đấy, ok. Main menu xem nào. Chúng ta kiểm tra ở cao. Đây, các bạn có thể thấy là tổng số điểm mà chúng ta đã nhận được là 80 point. Và lúc nào nó trả thì nó sẽ trả về ví cho chúng ta thôi, đơn giản như thế thôi. Xong. Đấy là xong những cái update mới nhất đến từ cái dự án ví uh, uh, ví token Awa nhá. Hy vọng là cái dự án này sẽ mang lại cho chúng ta À, thật là nhiều tiền giống như cái chương trình Tết nét của 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 của, của cái dự án mới đây chúng ta làm ở trên Avac kìa. Đó là dự án uh, ve finance cũng được khoảng tầm 40 đến 50 đô. Đấy, ok, chúc cho anh em có thể làm và thành công nhá. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Từ Sư Phụ. Nhớ nhá, nhấn đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những chương trình mới nhất đến từ channel của mình. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.